Huy động toàn dân cùng bảo vệ an ninh Tổ quốc đã khẳng định hiệu quả cao từ trước đến nay và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa rộng khắp. Thúc đẩy mạnh mẽ, thúc đẩy không ngừng tinh thần này từ năm 2005, ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 hàng năm cũng trở thành ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2023, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được tổ chức sôi nổi và đều khắp, bao gồm phần lễ và hội. Đây là dịp biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng tạo thêm mối gắn kết hơn nữa các mắt xích bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Năm đầu tiên, khách sạn Malibu ở thành phố Vũng Tàu được chọn làm điểm tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm nhân rộng những điểm lưu trú du lịch an toàn, cũng là lan tỏa trách nhiệm cùng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại ngày hội này, khách sạn ra mắt mô hình an ninh chuyên nghiệp và thân thiện của khách sạn. Khi mà được sự hướng dẫn của công an tỉnh thì chúng tôi đã tổ chức một cái mô hình an ninh thân thiện, tạo ra một cái đội ngũ an ninh mang tính chất là ngoài bảo vệ an toàn cho du khách thì chúng tôi có những cái cử chỉ, những cái hành động và những cái tạo cho du khách cảm thấy nó không có nặng nề và cảm thấy là rất thân thiện khi đến một cái ngôi nhà của Malibu. Triển khai phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, hàng năm, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Bà Rịa tổ chức cho 100% cán bộ nhân viên ký cam kết thực hiện đề án 4 giảm của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, giảm thiểu tai nạn giao thông nghiêm trọng và cam kết cùng xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Cán bộ công chức viên chức sẽ lan tỏa đến thân nhân bệnh nhân cũng như là lan tỏa đến gia đình cũng như cộng đồng dân cư để toàn dân chúng ta cùng hiểu được và chung tay đóng góp vào cái sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giữa năm 2022, mô hình điểm cụm an ninh trật tự xã Tân Hưng, xã Châu Pha tại thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ triển khai. Thông qua mô hình, công an hai xã đẩy mạnh thông tin đến các tổ dân cư tình hình an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động người dân làm tai mắt giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả tội phạm, tệ nạn trên địa bàn. Lực lượng công an xã cũng thường xuyên phối hợp dân quân thường trực, dân phòng tuần tra, kiểm tra cư trú 2-4 lần một tháng. Việc phối hợp chặt chẽ này đã răn đe những đối tượng có ý đồ xấu, đảm bảo an ninh trật tự hơn khu vực giáp ranh. Tội phạm bớt đi, đó, nó không hoạt động mấy. Nói chung là người dân nói chung là an tâm cái tội phạm bây giờ nó bớt đi nhiều, nên là người dân cũng an tâm. Từ khi mà thực hiện cùng mô hình cùng an ninh trật tự địa bàn giáp ranh xã Tân Hưng và xã Châu Pha thì tăng sự hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống tội phạm. Đặc biệt là công an xã Tân Hưng và công an xã Châu Pha đã triệt phá được một số cái tụ điểm mà phức tạp về ma túy, cờ bạc, trộm cắp và mại dâm. Những năm qua, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có bước phát triển tích cực cả bề rộng và chiều sâu, lan tỏa vào mọi ngóc ngách đời sống. Toàn tỉnh có 52 mô hình an ninh tự quản với hơn 126.000 thành viên. Những mô hình hoạt động rất hiệu quả như camera an ninh, liên gia tự quản phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại chung cư, nhà cao tầng, biệt thự cho thuê, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, xã nói không với ma túy. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt được rất nhiều cái kết quả quan trọng. Rất nhiều cái mô hình trong toàn dân được xây dựng và nhân rộng để góp phần đảm bảo giữ vững cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ cái mục đích xã hội, phát triển cái kinh tế xã hội. Đầu năm 2023 đến nay, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép cho gần 110.000 lượt người tham dự. Hiểu biết về pháp luật trong các tầng lớp nhân dân được nâng lên, người dân càng tích cực cung cấp hàng trăm tin tức có giá trị cho công an điều tra phá án. Số vụ phạm pháp hình sự được điều tra làm rõ đạt tỷ lệ gần 85%, riêng án rất nghiêm trọng đạt gần 70%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.